Hello, chào anh em đến kênh Follow Me. Rảnh rỗi quay gà vịt sau vườn cho anh em xem. Sau những ngày mưa thì hôm nay được một ngày ráo và hanh. Nắng thì chưa có nắng. Mình quay mấy gà sau vườn cho anh em xem. Kênh Follow Me, kênh mới của mình nha anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Xem nhiều nhiều một xíu. Một đàn gà sơ vô. Nhìn đàn gà là thịt thà khá là nhiều. Và đây là một đàn gà con vừa mới nở. Anh em xem nhìn chú gà chút chút. Hay một đàn gà con mới vừa nở được mấy ngày. Nhìn chung chúng dễ thương à. Trời mưa nên được ở lên một cái chuồng khá là cao, khá là sình sờ con bò. Rồi. Đang đói. Tới giờ trang rồi, mình chưa trang, mình quay xong xíu mình sẽ cho anh ăn rồi. Và đây một đèn nữa. Một đèn bốn em nữa. Lâu quá rồi không quay clip cho anh em xem. Một cây chim chôm. Mấy ngày hôm nay là mưa khá là nhiều. Mình sẽ ra sâu cho anh em xem thử một sông cái hiện tại nó như thế nào, nước như thế nào rồi. Anh em đã từng coi kênh gà trọi miền Trung thì khá quen với khu vườn này đúng không? Khu vườn này mình chuyên nuôi gà. Đấy. Và bây giờ lên em ra như thế này. Cái và đây là chiếc du thuyền của mình. Hiện tại nó đã bị đụng một lỗ này rồi, không chèo được. Đấy. Sông ở đây nước rút khá là nhiều rồi đó. Đợt trước lên tới chỗ này luôn nè. Nó sạt lở, nó mới vừa sạt lở từ khúc đây vô khúc này. Đất bên này đất nhà người ta. Đây, cho anh em xem con sông. Nơi này mình hay câu cá nè. Có thể là ngày mai mình sẽ đi câu cá anh em ơi. Nước này thì câu cá khá là ngon. Mình dự định là mình sẽ chặt mấy cây tre, mình sẽ làm cần câu cẩm á. Cần câu cẩm á. Cắm thử có cá không. Lâu quá chưa ra khu này. Tôi có gì đây. Nhìn nó tùm và gớm gớm thế. Củi. Hey, củi đây. Mình đã phát hiện một chỗ có củi để nấu nấu thức ăn cho gà rồi. Thôi đi vô lại thôi. Vô lại với những con gà của mình. Mùa này thất nghiệp chắc làm lại YouTube nha. Anh em nhớ xem và đăng ký kênh. Xem về dạng tí nha. Chú gà thân thiện ăn đánh lộn mít hai chú vịt
là chăm đúc. Một em máy bông. Em máy cửa đó mất rồi. Đây em máy cửa. Cửa khá là dài. Khá là dài. Vừa cua vừa gù gáy. Mấy em gà chơi chơi. Mùa này nhìn gà khá là chán. Ok, chào tạm biệt các anh em nha. Xem kênh nhớ là để lại một subscribe cho kênh Follow Me của mình nha. Lại tiếp tục hoạt động YouTube thôi. Mùa này thất nghiệp, làm YouTube chơi cho vui. Sau vườn nhà bầu mướp gà vịt đều có. Cá mắm thì chưa bắt ngoài sông. Rồi, tạm biệt các anh em.